Blackpink vượt mặt BTS trên bảng xếp hạng danh giá, đẳng cấp không thể bàn cãi của những cô gái nhà YG. YouTube hiện nay là nền tảng xem video phổ biến nhất thế giới. Mỗi giờ trôi qua, YouTube có hàng nghìn video mới, hàng nghìn tài khoản được lập, hàng trăm triệu view và những con số khổng lồ khác. Ra mắt chính thức từ năm 2005, đến nay YouTube đã phát triển mạnh mẽ hơn 16 năm qua với rất nhiều những con số, những thành tích kỷ lục. Không ngoại lệ, tại xứ sở kim chi, nơi có nền âm nhạc của các idol phát triển. 1. Gangnam Style Psy, 4,4 tỷ view. Gangnam Style của Psy đã tạo nên một hiện tượng toàn cầu. Tuy được ra mắt từ năm 2012, nhưng cho đến hiện tại, MV này vẫn đang nắm giữ kỷ lục MV cán mốc 1 tỷ view nhanh nhất K-pop chỉ với 158 ngày. Tính tới hiện tại, sau 10 năm ra mắt, MV này đang có hơn 4,4 tỷ view. Đây cũng chính là MV có lượt view khủng nhất K-pop. 2. 2222 Blackpink 1,9 tỷ view. Tối 11 tháng 11 năm 2019, MV Do bản hit từng gây bão năm 2018 của Blackpink chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube sau 514 ngày. Đây cũng là MV xếp thứ 3 K-pop về tốc độ cán đích 1 tỷ view. Tính tới hiện tại, sau hơn 4 năm, Do đang xếp thứ 2 bảng xếp hạng top MV sở hữu lượt view cao nhất xứ Hàn với hơn 1,9 tỷ view. 3. Kill This Love Blackpink 1,6 tỷ view. MV Kill This Love mất 516 ngày để cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Đặc biệt, việc Kill This Love cán mốc 1 tỷ lượt xem cũng đánh dấu nhiều sự kiện của Blackpink, giúp 4 cô gái nhà YG trở thành nhóm nhạc nữ thứ 2 trên thế giới có hơn một MV được 1 tỷ lượt xem sau Fifth Harmony. Tính đến hiện tại, sau gần 3 năm, MV này cũng đã thu về hơn 1,6 tỷ view. 4. Born With Love BTS 1,5 tỷ view. Vào thời điểm mới ra mắt, Born With Love của các chàng trai BTS đã xô đổ hàng loạt kỷ lục được tạo ra trước đây của những nhóm nhạc khác và giành được thành tích đáng nể trên hàng loạt bảng xếp hạng lẫn nền tảng YouTube. Phát hành vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, Born With Love mất 1 năm, 6 tháng và 12 ngày, 561 ngày để chạm đến cột mốc 1 tỷ lượt xem, xếp hạng vị trí thứ 5 trong những MV K-pop đạt 1 tỷ view nhanh nhất mọi thời đại. 5. Dynamite BTS 1,5 tỷ view. MV Dynamite của BTS được phát hành vào ngày 21 tháng 8 năm 2020. Sau 234 ngày, MV đã cán mốc 1 tỷ view. Đây là thành tích vô cùng xuất sắc mà các MV sau này của BTS cũng khó lòng vượt qua. Dynamite đã chính thức chễm chệ ở vị trí thứ 2 trong top 5 MV K-pop đạt 1 tỷ view nhanh nhất trên nền tảng YouTube. Với bảng xếp hạng này, có thể thấy Blackpink đã có thành tích vượt mặt đàn anh BTS. Điều này khiến fan những cô gái nhà YG không khỏi nở mày nở mặt. Ngày 29 tháng 7 vừa qua, MV Ready for Love của Blackpink kết hợp với tựa game PUBG Mobile đã chính thức được phát hành. Đây được xem như món quà dành tặng người hâm mộ trước khi nhóm chính thức tái xuất với album mới vào tháng 8. Trong khi đó, BTS cũng có dự định riêng vào ngày 28 tháng 7 chính thức có thông báo BTS sẽ gia nhập Team Century, nhóm thế kỷ, nhóm đại sứ chính thức của chiến dịch War of the Century, mục tiêu thế kỷ của Hyundai Motor. Là một phần của chiến dịch, nhóm sẽ tham gia hàng loạt hoạt động bao gồm một cộng tác âm nhạc. Các thành viên BTS sẽ cùng nhau mang áo số 7 khi quảng bá dự án toàn cầu này. Hyundai cũng tung chương trình quà tặng Hyundai One of the Century Pledge, nơi fan có thể truy cập ứng dụng FIFA và gửi cam kết bền vững của họ. 11 ứng cử viên may mắn sẽ giành được chuyến đi tới Qatar trực tiếp xem World Cup 2022. Ca khúc cho BTS ở dự án được dự đoán phát hành vào cuối năm nay, trong khi đó các thành viên úp mở về lý do họ chọn tham gia. Tạo ra một thế giới bền vững không còn là nhiệm vụ của riêng một người nào nữa. Đó là mục tiêu thế kỷ mà mọi người có thể đạt được trong sự đoàn kết. Jin giải thích, chúng tôi muốn cho mọi người thấy nhiều điều nữa để đạt One of the Century với Hyundai và các thành viên Team Century. Xin hãy đón chờ, Jimin nói. Khi được hỏi về mục tiêu của chiến dịch, Sehop tiết lộ, cũng như tôi tận hưởng và vui thú trên trái đất, tôi muốn chia sẻ vẻ đẹp tự nhiên này với thế hệ sau. Đó là One of the Century của tôi. Vào tháng 4, Hyundai đã ẩn ý về chiến dịch này thông qua video One of the Century. Trong đó, RM là người dẫn chuyện. Khi đó, fan đã mong đợi sẽ có dự án trong tương lai, nhưng không nghĩ nó lại hoành tráng như vậy. Khó cần nói, ARMY đang vô cùng mong chờ những ca khúc mới từ OT7.